Cái điện thoại này lúc nào thấy cũng Yên mới quay cái hậu trường thôi. Yên đó. Phải Yên đó không? Quay cái hậu trường thôi. Hậu trường là em quay vô con hậu, cái đầu quay vô cái nó là thấy rõ lắm. Quay từ ngoài quay vô chị. Không, quay đây thôi. Quay hậu quay vậy hả? Quay hậu là quay qua cái này cho nó to to nè, thử thử cái máy ra. Chống phê, hướng phê không? Không cần phóng to đâu, tại vì cái này đã phóng to rồi. Em có cái điện thoại thôi. Trời sao? Ngủng cứng. Chị nãy á. Đó. Để cái điện thoại xa xí xí. Rồi để chỉ có cái tay vậy còn. Cái gì? Đó phải chui luôn á. Tôi nhớ có một cục to to nãy ra ta. Như bên này nhìn lậu. Như cái ánh sáng á. Cái đèn á. Quay thấy răng. Được rồi, em quay răng ngồi giống vui. Cái là em quay. Không quay chơi thôi mà. Quay thử. Có kinh nghiệm. Quay chị đi. Chị muốn nổi tiếng. Chị sẽ phải chị khác nhiều hình với cái mặt. Đèn nha. Đèn như cái chì luôn. Ủa, nó nằm ở đây, cục mụn nằm ở đây mà. Nhớ lậu bên kia. Đèn chỗ nào khó đi gì sức. Cho chị xí bông muối.
cái mụn cô vừa hôm qua gom nhẵn đã thiệt. Mát quên nói gì. Ừ. Nó to. Tưởng làm quánh miệng luôn. Đó, mang đầu là mình đầu tiên. Sao bà tạo hề? Thế bà dễ thương. Hồi mới thì thấy tự sợ sợ. Nhưng mà sao đâu. Chắc người lớn họ về tâm lý. Vậy gia Vân năng nảy quá mới đi đấy. Là đi xin mát. Ác đi sợ. Cũng trồng dâu rồi mới nói mới đi liền ấy chứ. Ông chị, ông có vợ có con như vậy rồi mà. Chứ không thui thủi một mình vì đang cái tuổi này cái mặt mấy cái người mà kiểu như là như hắn á sao nó tội lắm cô đơn lắm. Vô làm việc gì đó biết. Tại vì ở Đà Nẵng cũng có mà không là thì cái này dễ mà cái lấy. Dễ là mình dự kiến một người mà đó mà người ta đồng ý người ta mang thai có lại trứng thì mình xin mà nó không có ngân hàng trong tuần có lại có hàng trứng mà giờ mình xin là mình biết được là lý lịch của người cho rồi này kia kìa. À. Có vụ nữa nữa hả? Có nhưng mà nó không có thông tin hết chứ tinh trùng trứng hay thông tin người cho là cái chi mà họ cho như thế thôi. Cái đó có phải là những người mang thai hộ là lấy trứng của mấy người đó mà à. Lọc trứng lọc đồ ý dụ con họ sẽ đi giỏi đồ là họ sẽ xin trứng và họ là tinh trùng của mấy người mà họ giỏi đồ kìa. Con mẹ mua đó mẹ hiền. Mà trong đó là lấy từ Sài Gòn này phương chị tốn chi phí nhiều hơn, với lại là sẽ đi ra đi về nhiều thì phải coi con rồi. Trời ơi, mất công người gần vô đây thì sao mệt lắm. Nói chung là sinh xong mà không có chấm dứt cái thông tin rồi này kia luôn đó. Ừ. Thì tất nhiên. Cái xa xa xíu chọn an tâm hơn. Cái Sài Gòn thì ok hơn chứ. Mình như có tiền. Có tiền đó. Có tiền chi cũng làm được. Nó làm cái nó là mấy trăm triệu. Mấy trăm triệu rõ ràng luôn bọn nó. Thụ tinh không là mấy trăm triệu rồi kia kể người ta bầu cho mình nữa. Mình phải có số tiền nữa là mình nuôi ăn nó uống đồ người ta này kia nữa. Tiền nhiều chứ. Nó mà quyết định cái đó thì chắc còn phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm chứ không có. Trường mới vô để khám tổng quốc với lại ấy thôi. Mới coi trùng răng rồi đó. Chứ còn nhiều yếu tố nữa mà. Bánh này cũng ít nhau nhiều. Nên này khoa học tự nhiên là đã muốn không là càng thì dễ. Có bà hút rồi, hết mẹ rồi. Biết hồi nãy nặng cá rồi. Trời móng đau rồi, nó không nổi. Chết rồi, hết mà. Hết
mà đợi à? Nó mới nghe con nhiều, nó thích đợi rồi, nó thấy cái nó kìa, nó đứa nào biết nó thích đợi rồi. Này Dũng. Đừng có nói Đà Nẵng Tết này ở nhà thấy thì chán luôn. Cái cây cái bông mọi người này hồi trước đi là thấy họ bảo đèn vàng lây lên rồi đó, rồi còn mấy ngày mà cây kia nó chưa lây, chắc là em nấu quá lây. Ngoài thấy chưa có một cái cây có bút mơ lây luôn mà hồi cúc của lượng nó có bút mơ hết. Ủa bút thì chưa đi chứ, từ từ chắc lạnh quá. Hết rồi, hết rồi.